nhà con. Dạ. Bây giờ con qua con thiên lễ à cùng với công tử mình lên thiên giai ngẫu nghe. Thiên lễ làm sao cha? Thì con cái yểu yểu à nhớ. Con nói đúng rồi. Con nói à xin ra mắt Lan Quân à cùng cái Lan Quân gì đó thì sẽ không nói sao không nói. Dạ, nhưng mà nói vậy đó. Nhưng mà chú ơi, con thấy bạn mắt sao mắt chồng con đúng không? Đúng rồi, mắt chồng con rồi. Dạ, xin nghe lời nha. Gá con. Dạ. Dịu dàng con. Cho em một miếng nhà kia. Dịu dàng, con. Nói đúng không? Ê, con cần tới chồng con, bây giờ con gá. Dạ, để con ra. Lắp lại bà có gì? Dạ, dạ. Có dừng, có dừng né. Gan con, gan chức cả nhà con, để con chức đồng hết cả nhà con ơi. Dạ, em là Mạnh Liền, xin ra mắt. Chồng. Vui thích quá, trong lòng là vui thích quá. Nè, Mạnh Lễ Quân. Dạ, đứng lên, đứng lên đi. Nào, xong, nói xong công việc. Đã thuận ý cùng nhau. Thôi, hai người ở đây tâm sự. Cô vào trong ăn nghỉ à. Nhà cha vào trong ăn nghỉ hả? À. Dạ, nhà cha vào trong ăn nghỉ đi. Biết lắm mà, biết lắm mà. Nhà đó quá trời nè. Mê, mê. Thôi nhưng mà giờ tao nghe không? Dạ, mời nhà ca hãy nói gì từ từ nha. Đi nhanh nhà chơi, đi nhanh nhà chơi. Dạ. Mạnh Lễ Quân. Dạ. Xin nâng cửa bóng cùng quân. Nhờ cửa bóng chế trời. Thuyền quyên gặp cái thằng hà. Oh.
hoàng đông nhất quan tâm ma ca.
đâu lưu gia thua họ mà ta không đáng mà lòng quy cùng liều mạnh lệ đầu môi gió bao thầm yêu thương đã